Một khảo sát của địa phương cho thấy là thu nhập trung bình của đa số các gia đình công nhân ở đây là từ trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Và nếu trừ đi các chi phí sinh hoạt thì có thể tiết kiệm được gần một nửa. Do vậy, nếu như mà họ được mua nhà giá rẻ, trả gốc lẫn lãi hàng tháng ở mức là từ 3 cho tới 4 triệu đồng mỗi tháng, thì có thể nằm trong khả năng chi trả của các gia đình công nhân. Dựa trên những dự tính như vậy thì tỉnh Long An đang chủ động kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng nhà ở thương mại giá rẻ nhằm đáp ứng chỗ ở cho công nhân theo chủ trương công nghiệp hóa của tỉnh. 700 căn hộ giá rẻ đang dần hình thành này là những căn hộ đầu tiên được tỉnh Long An phê duyệt đầu tư để thực hiện chủ trương xã hội hóa nhà ở giá rẻ cho công nhân. Để làm được căn hộ giá rẻ chỉ trên dưới 200 triệu đồng. Những căn hộ này phải có diện tích nhỏ khoảng 30m² và khối chung cư thấp chỉ 4 tầng, không có thang máy để tiết giảm chi phí đầu tư. Sau khi mà chúng tôi đã đi tham quan được những cái mô hình nhà ở công nhân và tới bây giờ là chúng tôi đã triển khai, thì trước tiên được sự ủng hộ của tỉnh đó là chấp thuận cho chúng tôi được những cái chủ trương để chúng tôi thực hiện từng bước một. Hiện nay tỉnh Long An cũng đang xây dựng một kế hoạch cụ thể để phát triển nhà ở giá rẻ công nhân. Trong đó có nội dung kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo hướng xã hội hóa, bởi việc phát triển nhà ở xã hội đang gặp nhiều khó khăn. Ngay là chính phủ cũng chưa có cấp vốn cho các cái ngân hàng, cho nên là việc mà các cái tổ chức mà đầu tư về nhà ở xã hội hay là các cái đối tượng mà là người mua thuê mua nhà ở xã hội thì hiện nay là cũng chưa có tiếp cận được cái nguồn vay ưu đãi này. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay của tỉnh là quỹ đất sạch rất hiếm và nguồn vốn đầu tư hạ tầng vẫn chưa có. Do vậy, đại diện Sở Xây dựng cho hay sẽ khuyến khích các nhà đầu tư bằng các chính sách hấp dẫn như ưu đãi tiền sử dụng đất, cho phép làm căn hộ nhỏ. Khi mà nhà đầu tư là thực hiện các cái thủ tục đầu tư thì chúng tôi chấp hành nghiêm cái quy định về cái giải quyết các hồ sơ theo thủ tục hành chính công, giúp làm sao các nhà đầu tư đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án. Tỉnh Long An hiện đang có 5 khu vực phát triển nhanh, mạnh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Số lượng công nhân đang mưu sinh tại khu vực này ước tính là hơn 125.000 người. Và lượng công nhân này được dự báo sẽ còn tăng thêm nữa trong thời gian tới.